xây dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Dân tộc Việt Nam ta đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử. Dân tộc ta chỉ anh dũng đứng lên đấu tranh giành độc lập, chiến đấu với những kẻ thù địch xâm chiếm lãnh thổ của ta, mà anh còn dũng chiến đấu chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Người dân Việt Nam qua bao thế hệ vẫn còn chủ định những tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, ý chí kiên cường, tinh thần anh dũng và truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Và sau đây, và hóa hình của những người dân khi mùa màng tới và những cặp đôi trai gái hẹn hò bên nhau, những đôi trai mày làm cái đéo và những giây phút chúng ta chống lại sự giận dữ của biển cả qua bài múa một tháng quê hương của chế độ 12A9 chúng em. Xin mời thầy cô và các bạn cùng đón xem. Thank you.
Thank you.